tôi có thắc mắc này, khi mà Phật Phật Lộ giảng lâm cái bài đầu tiên vào năm 1979 là ở miền Bắc, khi đó thì vẫn còn nhỏ, sau thì bắt được cái bài thơ đó của Mẫu Hoàng Thiện được Phật giảng lâm cho cái bài đó. Lúc đó thì khỏe vừa đi Việt Biên, thiền đang lên đơn trên biển sắp chìm, bị hải tặc Thái Lan nữa. Thì mẹ ra bài kính thiền thì hát trên trời, mẹ ngồi ngó thôi, con từ bữa giờ mấy tuổi rồi làm gì, ngó đố hay là lúc chết, cái chắc mẹ động lòng. Lúc mà ra mẹ ra cái bài đó, ngày Địa Tạng là người đi trước, thường hình nhớ là mẹ lớn nhất, phải không? Thì hai bên là chư thiên, chư Bồ Tát đi theo các tất cả các vị hộ pháp rồi đầy một trời luôn. Thì mẹ xuống cái bài kính thiên, và từ cái bài kính thiên nó sau đó ngài trận đạo thì tất cả các vị thần thánh khác dùng cái bài kính thiên số một á để mà xoay chuyển cái quả địa cầu này. Thì cái bài kính thiên đó thì mẹ nói là kính thiên là giống như cái miếng kiến hiển vi nhìn trời, nhưng mà mẹ trên trời mới nhìn xuống mình. Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi nhớ lấy nha, con ơi nhớ lấy những lời mẹ khuyên. Nhân sanh thì quả báo nhãn tuyền, luân hồi vay trả truyền nghiên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sức mạnh đạo đời dương gian. Rồi đây nắm giữ nhan sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh đã biết ơn ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, nhãn cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh quan ca cuộc đời, thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sớm ở thời cơ sao. Thì cái bài kính thiên đó, thời đó thì mười mấy tuổi, một cái câu của Phật nói là không còn bao xa, mình chớp mắt năm mấy tuổi rồi. Mà cái người mà làm chính cái bài kính thiên nó cũng còn sống ở đây nữa. Rồi sau đó trong dòng đời dục lớn lên trong chung với người, thì đến ngày mà tận thế cuối cùng á, thì trước đó là thầy mấy chư Phật về cũng dạy dỗ nhiều. Đến khi ngày mà cha ra lệnh xuống cái bài kính thiên số 2 á, kính thiên đã chiếu xuống trần, bài thứ hai nè, năm 2017, kính thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời, ấy là ân phúc Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tức là mình vẫn tu theo đạo Phật, tu Di Đà, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian này lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tăng. Tà giáo là môn phái này phá môn nọ bá trời luôn đó. Tà giáo xuất hiện phong trào tu tăng. Bao người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê, cho nên thượng đế ra vai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Quá trời ma luôn phải không? Vậy thì thái tử nghe ta, từ nay làm những nó hơi cao ngạo, nhưng mà cái bài thơ như vậy á chứ kỳ đâu phải là người cao ngạo. Không, nhưng mà cái câu hỏi của em là khi mà bài kinh thiên số 1 ra, khi đó anh Kiều mình còn nhỏ, làm sao Thiệt mới biết được cái bài đó là viết để dành cho anh? Cơ duyên nào mà anh được bắt được cái đó? Tự nhiên Bộ Đức Thầy ông rảnh lắm hả? Hồn thì ông rối, mấy chư Phật cũng rảnh quá, không đi tìm ai dạy đời dạy đạo để kiện biết gì cũng mang các phàm là mình quên hết nha. Bồ Tát Phật thì xuống trần mà vô bồn bụng mẹ là 9 tháng 10 ngày tối thui là không biết gì hết. Mấy vị về dạy dạy ngày dạy đêm thì kiện mới biết được nhiều chuyện, kiện mới gây kiện nói. Thì mấy vị dạy thì sau đó có một lần ngày Đức Thích Trần đạo đó,
thì hàng năm á thì ngày hay chầu cha giống như là báo cáo tình hình thế gian, thì ngày mới nói là ngày lấy cái bài kinh thiên làm kim chỉ nam. Thì kim chỉ nam có nghĩa là thay vì một cái thể chế độc tài này thế gian cộng hòa nọ thế gian chủ kia, bài kinh thiên nó rõ mà là sau này lúc mình có vua không biết là ai thôi, chờ đến thầy làm cái bài đó mình không biết. Tại vì nếu có vua mới thương Bắc, thương Trung, thương Nam, quy cổ gì kim mà hết binh đao quy cổ gì kim, kim là thầy mình là kim nè, tổng thống về bí thư này bộ trưởng nọ, quy lại cái thời thượng cổ. Anh nói là bốn con bài thì đã lật một con, còn bốn con còn lại là thì như vậy là phải có bốn nhân vật xuất hiện, hay là gì, bốn người, bốn cái con bài bảo là gì, bốn phần như thế nào thôi á. Ủa là bốn bài toàn là bốn ảnh rồi anh chơi anh bích anh chuồng cũng là ác thôi, nhưng mà một người đội nhiều lắm thì sao mình đâu biết, mình nói chuyện tới đâu mình nói tới đó đi à, miễn sao là thắng được vậy cơ bản mà. Những cái hiện tượng mấy vị làm cho mình biết là we are not alone, mình không chung với mấy chị gì á. Thì chị Cường nói giống như sáng rộng ở đây nè, bây giờ không còn kìa, rồi trên núi nhiều chuyện cảm ứng linh thiêng nhiệm màu rất là nhiều, nếu không linh thiêng tự nhiên dấu thiên tâm hiện trên bầu trời vậy. Rồi mấy thằng phi công lái máy bay của Mỹ nó bay qua bay lại, nó không có cái object nào hết, nó không có máy bay nào hết mà tự nhiên ở trên radar của nó hiện lên một mấy lần 3000 núi thiên Hùng Sơn là có. Thì để chi, để sau này á, mấy thằng Mỹ mà nó khôn á, loại là trong năm loại mình khó độ á, ở kiến cảnh học á, nó mở nghiên cứu lúc đó nó quản hồn. Thì cái người khôn nhất là Einstein á, ổng đã nói rồi, ông nói thế gian này ông chỉ chứng minh được có 1% của Phật thôi mà. Ngày ông chết rồi ông ước chi thế gian này biết ông ước làm gì không? Ông ước ông không muốn làm nhà bác học như ông nữa mà chế hai cái bom nguyên tử ở Hiroshima với Kawasaki. Ông muốn ông làm người thợ, ông ước bình thường, muốn hồ viên con người của mình cứng đầu cứng cổ. Giống như cái em này nãy em muốn hạ cái ngã, khi nó mở miệng ra nó muốn hạ ngã tức là nó đã hạ rồi. Cái học vấn thế gian chả có gì hết, xưa tổ cũng không học cái nào, tổ vốn mà tổ lập ra, tổ là tổ của Phật giáo tới ngày hôm nay thì tới thời này cũng vậy. Mình đừng có nhìn ví dụ như quý vị cái chuyện nói chuyện qua chuyện lại, chuyện nói sai quý vị cứ chỉnh qua chỉnh lại. Còn một kiện hôm nay mà áo vàng cầu tóc chuyện nói gì có gì đâu dám cãi lại đúng không? Thầy sai trò cũng sai, đó là chúng ta trao đổi ý kiến lẫn nhau, cái nào hay hơn vậy? À, mình chết cái nồi sáng hói đâu mà thầy nói gì con không dám ngóc đầu lại lên để cả nói chuyện lại.